Nhìn thấy tha nhân chốn thân phàm tôi lừa lời xưa lỗi kín đau mà thôi. Rồi nêu tha nhân khiêm nhường kiên nhẫn vui nghe thay lòng là phúc hằng mong. Còn nếu chưa xong hãy đem theo người nghĩa thân thay lời xin ơn trời ban tới để tình người đẹp tươi. Xin ơn cha, nguyện xin ơn cha dùng cuộc đời con đi trên đường dài. Đừng mắc nợ gì ai ngoài tình thương nhân ai. Trong hôm mai, nguyện trong hôm mai gánh dù nặng vai cho con quang đài. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luật trai. Ở dưới thế gian nếu hai người bạn hợp lời kêu khấn bất cứ điều chi thì cõi thiên cung cha thầy sẽ thấy ban ơn dư đầy hồng phúc dài lâu. Vì nếu nơi đâu có hai ba người ý hợp tâm đầu nhân danh trên đường dài đừng mắc nợ gì ai ngoài tình thương nhân ai. Trong hôm mai, nguyện trong hôm mai gánh dù nặng vai cho con quang đài. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luật cha. Dưới thế gian Chúa trao quyền hàn tùy luật tuyên án giữ phép trời ban. Thầy nói anh em năng quyền dưới đất khi nào giang buộc hoàng thao điều chi thì Chúa trên cao cũng theo duy trì thao hay giang buộc. Do năng quyền dưới đất hợp cùng quyền trời cao. Xin ơn cha, nguyện xin ơn cha dùng cuộc đời con đi trên đường dài. Đừng mắc nợ gì ai ngoài tình thương nhân ai. Trong hôm mai, cho con quang đài. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luân cha. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luân cha.